Hello hello xin được đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay là chiều, ngày Chủ nhật tại Hoa Kỳ, bây giờ là khoảng 5 giờ chiều tại Cali. Ở Việt Nam đó, các bạn đã bước qua đầu tuần ngày thứ hai rồi. Và hôm nay đó cũng như là mọi Chủ nhật ở Hoa Kỳ, Thuận sẽ cùng chia sẻ với các bạn. Thứ nhất là những cái tin tức lớn, những sự kiện lớn các bạn cần phải lưu ý trong tuần này. Thứ nhì đó, chúng ta sẽ cùng nhau chung bình giá account demo đã đến đâu rồi các bạn, lời lỗ ra sao. Và Thuận cũng muốn cập nhật với các bạn mỗi hai tuần thông tin liên quan đến cái danh mục đầu tư của Thuận. Bây giờ là như thế nào và Thuận đang làm gì. Kế đó chúng ta cũng có những cái thông tin lớn liên quan đến Argentina và nhiều những tin tức nổi bật khác và có một cái cuộc phỏng vấn cũng rất là thú vị trên đài Fox News tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video này nhưng mà trước hết thì các bạn đã thấy được là ngày hôm nay webcam của thuận nó nhìn nó hơi khác một chút xíu các bạn thật ra đã thuận sử dụng cái iPhone để mà dùng làm webcam và kết nối với lại cái máy MacBook Pro nhưng mà gần đây đó có một cái cập nhật thường vừa cập nhật ngày hôm qua và bây giờ đó là cái lens họ sử dụng là cái wide lens xin các bạn thấy cái phòng nhiều hơn cũng tốt các bạn nhưng mà thuận cũng chưa có cách nào để có thể thu hẹp lại cái hình ảnh à, giống như là trước đây có một cách nhưng mà nó sẽ dùng cái công nghệ gọi là auto center các bạn có nghĩa là khi mà thuận di chuyển đó thì cái webcam sẽ di chuyển theo thuận cái đó nó sẽ thu hẹp lại màn hình nhưng mà nó sẽ làm cho các bạn khá là nhức đầu khi mà thuận ngồi yên một chỗ tại vì nó sẽ liên tục điều chỉnh một chút xíu cho nên tôi nghĩ là chúng ta sẽ làm quen với lại cái webcam trong thời gian này chúng ta bây giờ hãy bắt đầu đi thì ngay bây giờ đây chúng ta đã có cái thông tin liên quan đến hợp đồng tương lai của Hoa Kỳ các bạn và chúng ta cũng đã thấy được là mở cửa ngày hôm nay cũng không có gì gọi là quá đặc biệt hầu như là bằng phẳng chúng ta nhìn thấy được là cả ba chỉ số xanh nhẹ một chút xíu trong đó chúng ta có chỉ số xanh nhiều nhất chính là S&P 500 tăng 0.13%, kế đó là Nasdaq Futures tăng 0.08 và Dow Jones thì các bạn đã thấy được là Dow Futures bây giờ đã bằng phẳng tăng 0.01%. Chúng ta sẽ không có nói nhiều về vàng hay là những cái chỉ số khác các bạn ngày mai tôi chia sẽ chia sẻ khi mà chúng ta thấy thị trường bắt đầu hoạt động trở lại nhưng mà tuần này đã như lần vừa chia sẻ sau đó một tuần mà nó im lặng hơn đối với những cái thông tin tài chính lớn tại Hoa Kỳ. Tại vì trong tuần này đó chúng ta sẽ có một cái ngày lễ lớn đó chính là ngày lễ tạ ơn các bạn Thanksgiving hay nhiều bạn gọi là lễ gà lôi sẽ bắt đầu vào tuần này và chúng ta sẽ bắt đầu vào ngày thứ năm và ngày thứ sáu đó sẽ là ngày Black Friday nghĩa là ngày thứ sáu đen các bạn và thứ hai đó nghĩa là ngày mai ở Hoa Kỳ chúng ta sẽ có cái lời phát biểu đến từ chủ tịch Fed địa phương ở Richmond là Tom Barkin sẽ xuất hiện trên TV À, và thật ra đó nó có quan trọng hay không các bạn, tại vì chúng ta cũng đã nghe nhiều những nhân vật nổi tiếng trong thời gian gần đây nói về lãi suất rồi và hầu như đó, tất cả đều hướng về là sẽ không tăng lãi suất và chúng ta đã nhìn thấy được là ngày thứ ba ở Hoa Kỳ đó sẽ công bố văn bản cuộc họp của Fed vào ngày 31 tháng 10 có nghĩa là chúng ta đã biết à, mỗi lần mà Fed họp đó thì uh, ba tuần sau chúng ta sẽ nhận được cái văn bản chính thức và đó chính là cái văn bản chúng ta sẽ nhận được ngày mai và chúng ta cũng đã theo dõi thông tin này một thời gian rồi nó cũng sẽ đối với thuận đó, có khả năng cao sẽ không có gì gọi là quá bất ngờ đâu những gì mà chủ tịch John Paul chia sẻ sẽ là những gì mà trong cái văn bản hợp này nếu như mà có gì thay đổi thuận sẽ chia sẻ với các bạn ngay lập tức nhưng mà bây giờ đó thị trường cũng không có đánh giá cao về cái thông tin này và chúng ta cũng đã nhìn thấy được là ngay thời điểm này đã 100% của chỉ số CME đã nghiêng về là sẽ không tiếp tục tăng lãi suất nữa, giữ nguyên lãi suất. Cho nên những cái thông tin liên quan tới Fed trong vòng vài ngày tới đó thường nghĩ nó cũng không có mang cây cân nặng gì đâu. Tại vì phần lớn các bạn thấy được là ngay cả những người mà hawkers nhất cũng đã hướng về là sẽ giữ nguyên lãi suất các bạn, sẽ không có tăng nữa. Đương nhiên chúng ta sẽ nhận được thêm nhiều thông tin trước khi mà có cuộc họp kế tiếp để chính là còn 23 ngày nữa các bạn, có nghĩa là ngày 13 tháng 12. Nhưng mà ngay bây giờ đó thì mọi người đều nghĩ là sẽ không tiếp tục có thêm một đợt tăng lãi suất nào nữa trong năm Nay. và ngày thứ năm như thường vừa chia sẻ đó chính là ngày lễ tạ ơn mà thực sáu là Black Friday cho nên sẽ không có nhiều thông tin đâu nhưng mà chúng ta nhìn vào Bitcoin hôm nay đó, thì cũng có sự di chuyển các bạn. Bitcoin cả cuối tuần này đã ở mức là khoảng 36.500 đô, không có di chuyển nhiều. Ngày hôm qua đó thường không có chia sẻ video với các bạn nhưng mà giá cả đó cũng khá là ổn định trong cuối tuần này. Rồi chúng ta lại thấy có một cái sự tăng trong thời gian khoảng chừng là 2 3 tiếng qua. Bây giờ chúng ta đã thấy là Bitcoin đã ở mức hơn 37.000 đô. Ngay bây giờ là 37.295 đô và nhiều người nói đó chính là liên quan đến thông tin về Argentina. Thôi chia sẻ chi tiết với các bạn một lát nữa. Nhưng mà chúng ta cũng thấy được là cả thị trường crypto hôm nay đó cũng có cái sự tăng trưởng là 2% vốn hóa. Chúng ta bây giờ một lần nữa lại tiến tới gần là 1,5 nghìn tỷ đô la các bạn. Và Bitcoin hôm nay đã dựa theo con cách tăng 2.3% nhưng mà các bạn thấy những cái altcoin thì cũng tăng nhiều hơn. Chúng ta thấy được là thị trường rất là xanh hiện tại. Thì nói tin tin tức đó, chúng ta cuối cùng đã nhận được cái thông tin lớn đó chính là người ủng hộ bitcoin javier mele đã cuối cùng chiến thắng cuộc bầu cử tổng thống argentina các bạn có nghĩa là người này đã thành công để mà đánh bại bộ trưởng tài chính hiện tại và trở thành tổng thống kế tiếp của argentina điều này đã làm cho nhiều người rất là hào hứng các bạn tại vì javier mele là một trong những người mà rất ủng hộ bitcoin và ngay bây giờ đó thì ở argentina người ta đang ăn mừng cho vị tổng thống mới này các bạn để thường chia sẻ những cái clip ngắn đây là cái clip trên đường phố của argentina cái này đã dài một phút nhưng mà thường sẽ không có cho các bạn xem nguyên một phút đâu các bạn tại vì nó cũng cho chúng ta thấy được hình ảnh của cái sự sôi động hiện bây giờ ở argentina mà thôi nhưng mà có một điều khá là thú vị chúng ta nhìn thấy được có một cái clip ngắn khác á, dài khoảng chừng là 21 giây mà thôi cái clip này đây là chúng ta thấy là nó cận cảnh hơn mọi người đang uh, quăng tiền lên trên cao và thật ra tiền này đã bị xé rồi thì đây là tiền của Argentina là đồng peso các bạn thì nhiều bạn sẽ đặt câu hỏi là tại sao chúng ta lại thấy là nhiều người của Argentina đó họ lại xé tiền quăng lên trên như vậy để mà bày tỏ sự ủng hộ đối với lại Javier Milei thì như người nào mà theo dõi kênh cũng đã biết là một trong những hứa hẹn của Javier Milei khi mà đứng ra ứng cử tổng thống đó chính là sẽ dẹp ngân hàng trung ương của Argentina tại vì họ đã khiến cho Argentina đổi đầu với lại là lạm phát cực kỳ cao chúng ta cũng đã nhìn thấy được thông tin chia sẻ từ Bloomberg đó Tính đến tháng 10 thì lạm phát trong vòng một năm ở Argentina là 143%. Và chỉ trong tháng 10 so với tháng 9 mà thôi đó, phần trăm lạm phát đã lên tới 8.3% các bạn. Nói chung đó, chúng ta nói tới những quốc gia như là Hoa Kỳ hay là Canada hay là nước Anh, chúng ta thấy được là lạm phát cả một năm là 7-8% đó thì đã khiến cho mọi người nhức đầu. Và đó là một cái vấn đề cực kỳ lớn. Chứ đừng nói tới lạm là phát một tháng thôi, đã là 8.3% rồi. Cho nên một trong những hứa hẹn đó chính là loại bỏ ngân hàng trung ương của Argentina và thêm vào đó đó thì Javier Milei muốn là Argentina sẽ chuyển qua để mà sử dụng đồng đô la và không sử dụng đồng peso nữa ông có làm được hay không đó thì tương lai sẽ có câu trả lời nhưng mà đó là cái sự hứa hẹn còn về bitcoin thì sao các bạn thì ông cũng đã từng nói rất nhiều về vai trò của bitcoin là loại tài sản là loại tiền tệ nhưng mà nó cũng không có nghĩa là nó sẽ trở thành cái tiền tệ hợp pháp của argentina đâu thì có nhiều bạn nói là có phải những gì chúng ta thấy đó nó có sự mâu thuẫn hay không thì một mặt đó chúng ta nói là hai vml ủng hộ bitcoin nhưng mà mặt khác đó thì hai vml lại muốn ủng hộ đồng đô la thật ra nó không có phải là mâu thuẫn nữa các bạn như các bạn đã biết đó nhiều quốc gia họ ủng hộ bitcoin nhưng mà họ vẫn ủng hộ tiền pháp định của họ ủng hộ bitcoin không có nghĩa là phải chấp nhận bitcoin làm tiền từ hợp pháp không phải giống như là El Salvador các bạn thì ủng hộ có nghĩa là hỗ trợ cho sự phát triển của Bitcoin với quyền hành của một tổng thống có thể là ra lực tốt hơn hay là có thuế tốt hơn hay là gì đó để mà ủng hộ sự phát triển của Bitcoin nhưng mà ít ra đây chúng ta cũng đã có được thêm một tổng thống trên thế giới này ngoại trừ El Salvador còn Argentina là cực kỳ ủng hộ Bitcoin các bạn và nói tới tại sao mà chúng ta cần phải đầu tư thì uh, có một clip ngắn các bạn thường sẽ chia sẻ cái clip này với các bạn nó dài khoảng chừng là 2 phút 25 giây và trên màn hình uh, các bạn nhìn thấy đây chính là Jack Moller là CEO của Strike Strike là cái ứng dụng là cái ví mà các bạn sử dụng và có thể sử dụng Line Network ở trên mạng lưới Strike thì uh, Jack Moller là một trong những người mà cực kỳ ủng hộ Bitcoin và đương nhiên công ty Strike là công ty mà ủng hộ sự phát triển của mạng lưới Bitcoin và jack muller cũng đã chia sẻ trên đài forbes business thật ra những bài nào mà theo dõi kênh một thời gian cũng đã biết lý do tại sao chúng ta cần phải nên đầu tư tại vì đồng đô la sẽ bị mất giá các bạn tiền pháp định sẽ bị mất giá bị lạm phát nhưng mà cái sự chia sẻ này đó của charles Moller là trên đài Fox Business các bạn có rất nhiều người xem và chúng ta cũng thấy được là có nhiều đài truyền hình như là CNBC và đài Fox ngày lại càng hướng về là ủng hộ crypto rất rõ ràng cái thông điệp đã hoàn toàn thay đổi rồi các bạn từ một cái gì đó giống như là tiền ảo hay là một cái gì đó nó giống như là lừa đảo bây giờ đã trở thành một giải pháp tài chính và trước khi mà chúng ta tiếp tục với những thông tin ở bật trong video ngày hôm nay đó thì chúng ta cũng có một nhà tài trợ đó chính là IG Universe và thông tin muốn gửi đến các bạn trong video ngày hôm nay đó chính là chương trình vote cho token IGO của IG Universe trên Byvote và cùng chia sẻ phần thưởng tới 121.000 đô. Chương trình Byvote là một cái quy trình dựa vào cộng đồng cho phép người dùng Bybit bỏ phiếu cho các dự án mà họ cho là xứng đáng được niêm yết trên sàn Bybit. Thông tin chi tiết đó là ảnh chụp nhanh của chương trình sẽ vào lúc 23 giờ 59 phút 59 giây UTC vào ngày 22 tháng 11, bắt đầu bỏ phiếu vào 3 giờ sáng UTC ngày 23 tháng 11. Cuộc bỏ phiếu sẽ kết thúc vào 3 giờ sáng UTC vào ngày 24 tháng 11. Phân bổ thì như thế này các bạn, 100 000 đô token IGU được phân bổ cho tất cả những người dùng Bybit đã bỏ phiếu cho IGU dựa trên cái số phiếu bầu. Hoàn thành nhiệm vụ của các chiến dịch Zelly sẽ mang lại 3.000 đô la USDT và 3.000 đô token IGU cho người tham gia. Người dùng Bybit mới thì 800 người đầu tiên đăng ký Bybit và bỏ phiếu cho IGU sẽ nhận được 5.000 đô token IGU. Thông qua liên kết của IGUverse, bạn cũng có thể tham gia quà tặng Bybit độc quyền, giành được phiếu thưởng trị giá 20 đô la và một chiếc iPhone 15 Pro. 100 người dùng đầu tiên Bỏ 10.000 đô phiếu bầu sẽ chia sẻ tổng giải thưởng là 5.000 đô token IGU, mỗi người giành được 50 đô. 100 người đầu tiên bỏ phiếu sẽ chia sẻ tổng giải thưởng 5.000 đô token IGU, mỗi người giành được 50 đô la. Và đây là những cái thông tin chi tiết nếu như mà token IGU thành công được list trên sàn Bybit thì các bạn có thể chia sẻ những phần thưởng này. Để có thông tin cập nhật mới nhất đó, thì các bạn hãy theo dõi IG Universe ở trên Twitter, Telegram và tham gia Discord của @IGUniverse. Như thường lệ các thông tin cần thiết sẽ trong phần mô tả của video này và đây là thông điệp đến từ nhà tài trợ của video ngày hôm nay IG Universe. Chúng ta bây giờ hãy tiếp tục với những cái thông tin nổi bật trong video này. Để thường chia sẻ cái clip ngắn này với các bạn rồi chúng ta sẽ nói tiếp. Oh my gosh. Uh, this thing's going to hundreds of thousands of dollars per coin charles i mean the us government is in so much debt the way i think about bitcoin's price bitcoin's price equals technology plus fiat liquidity so it's going to go up because it's innovative tech and it's better money but what really shoots it up at a neck breaking pace is uh, when our government is tens of trillions of dollars in debt and has to roll that debt over so they got a lot of money to print and financial assets are going to soar and bitcoin goes up the most because it's the hardest to make more of it's over man this thing's going to the moon you know it's so interesting too because it's not just the us i was just reading today globally uh, the, the, these countries, these advanced nations, and all this fiat currency are gonna have to spend $2 trillion on the interest alone, and they won't stop spending, Jack. They just won't stop spending money, and it's coming back to haunt them, and it's coming back to maybe people realizing fiat currency is not the place to be, huh? Charles, this would be my message to America. Give me a second on this one. Guys, the US government's got about $10 trillion over the next two years to roll over refinance. That's debt. Our country's in debt, it's a huge problem. They got three options. One, they could pay it back. It's not a real option because we don't got the money we're broke. Two, our government could come out, Charles, and say, "You know what, guys? We screwed up. After World War II, we changed the way money worked. We got off the gold standard. We'd issued debt all over the place. We got way too cocky. And actually, all of our banks don't have your money, they're insolvent. All the airlines you fly and travel on aren't actually good businesses that should be in business. Healthcare shouldn't actually be free we screwed up we piled on so much debt and screwed up the younger generation right. and we're in huge trouble so right. we're going to have to let everything fail and reset this country now they're not going to do that are they charles they have third option which is unique to the government they could print the money that they're missing and when they print the money that they're missing, they're stealing from all the people that hold U.S. dollars. And so what they'll right. do, they'll have to do, is print dollars. And the only way to save yourself is own not dollars. And that's when you see things like the S and P 500 and gold right. and Bitcoin <laughs> soar. And so that's what's going to happen over the next two years. They got to print three times more than they did during I, COVID. I charge. love your enthusiasm, Jack. We're going to bring you back. I really, we really do love your enthusiasm right, and your right. message. Thanks a lot for sharing it with us. Right. Thanks a lot. Cheers, honey. All right, buddy. Các bạn cũng đã thấy cái thông điệp đến từ Jack Maulers thì đây cũng là những gì mà chúng ta nói tới hàng ngày trên kênh này các bạn. À chúng ta cũng đã biết là sẽ có một cái số nợ rất là lớn và dựa theo Jack Mauler là khoảng 10 nghìn tỷ đô la công trái phiếu sẽ hết hạn và khi mà hết hạn rồi đó thì chính phủ Hoa Kỳ phải đi mượn nợ mới các bạn tại vì nếu như không đó, thì làm sao có thể tiếp tục vận hành được và những cái nợ mới đó như chúng ta đã biết là sẽ phải chịu cái lãi suất mới và đó cũng là lý do tại sao mà cho dù là chủ tịch John Powell nói gì nữa đó thị trường vẫn nghĩ là sẽ không thể tăng lãi suất nữa hay là có đi nữa đó chúng ta cũng đã đến hồi kết rồi tại vì chúng ta đã mức quá cao và mọi người bây giờ đã không có tin những gì mà chủ tịch John Powell nói tại vì chúng ta đang thấy được ông đã không có thành thật với là mọi người khi mà lạm phát bắt đầu xuất hiện các bạn đã nhớ là chủ tịch john paul đã nói gì khi mà lạm phát bắt đầu xuất hiện trước đó nữa các bạn đã nhớ đó là chủ tịch john paul nói là chúng tôi có thể phát hành những gói hỗ trợ in tiền nhưng mà sẽ không có lạm phát thì đúng là chúng ta thấy được là lạm phát lúc đó vẫn chưa xảy ra và trên kênh này đó chúng ta đã nói cách đây 2 năm lạm phát sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra mà thôi tại vì không phải là thuần biết trước hay gì hết các bạn tại vì nó rất là logic rất là đơn giản khi mà chúng ta có thêm nguồn tiền đi vào trong thị trường thì sẽ dẫn đến tiền bị mất giá điều đó là điều rất là bình thường các bạn thì đương nhiên sẽ không có xuất hiện ngay lập tức sẽ cần thời gian để mà thấm vào trong thị trường và chúng ta thấy được là ít nhất một năm sau đó là phát đã bắt đầu xuất hiện cũng giống như, như là bây giờ đã phát tăng lãi suất là hơn cả năm qua bây giờ mới bắt đầu thấm vào trong thị trường logic nó cũng tương tự như vậy nhưng mà khi làm phát có được xuất hiện đó, thì chủ tịch John Powell nói là tất cả chỉ tạm thời tạm thời mà thôi lạm phát là không phải là vì lý do gì ngoại trừ việc là dịch bệnh dẫn đến hàng hóa không lưu thông được cái đó là một phần mà thôi các bạn dịch bệnh đó, bây giờ chúng ta đã thấy đã được quản lý rồi hàng hóa cũng đã lưu thông cho lại nhưng mà các bạn đã thấy được là lạm phát đã vẫn không có giảm xuống ngoại trừ việc là fed phải tiếp tục tăng lãi suất mà thôi cho nên vì lý do đó đó thị trường đã có cái sự mất lòng tin với là những gì mà chủ tịch john Powell nói và bây giờ họ nghĩ là chủ tịch john Powell chưa cứng gắn cái máy này nữa đó thì cũng sẽ không giữ lãi suất cao lâu như là ông nói đâu và điều này đó cũng dẫn đến là các bạn thấy là chúng ta sắp sửa có bầu cử tổng thống năm sau chúng ta sắp sửa có cái số lượng lớn công trái phiếu cần phải được bán với lãi suất cao hơn thì đây là những gì mà chúng ta cũng đã từng nói đến trên kênh này và chắc mô là nói đó là cái vấn đề này đó không phải là vấn đề cho chúng ta giải quyết khi mà chúng ta sinh ra đó thì đây đã là cái thế giới mà chúng ta đã được trao rồi các bạn thuần ở đây không phải nói với các bạn là chúng ta phải giải quyết vấn đề này như thế này hay là như thế kia thuận không có muốn thay đổi thế giới các bạn thuận chỉ muốn thay đổi bản thân và thay đổi cuộc sống của mình mà thôi. Và cách duy nhất mà thùng có thể chia sẻ với các bạn là chúng ta cần phải tự bỏ về mình bằng cách là lưu trữ tài sản. Tại vì chúng ta đã thấy được là ba cái sự lựa chọn đó, thì lựa chọn đầu tiên là chính phủ Hoa Kỳ trả hết nợ. Điều này hoàn toàn là không thể, tại vì nếu như họ có tiền trả hết nợ thì đâu cần đi mượn đâu. Cho nên trên căn bản không có sẵn tiền. Thứ nhì nữa là chính phủ Hoa Kỳ có thể cho phép thị trường tài chính sụp đổ rồi tái cấu trúc lại, reset lại. Điều này đã cũng sẽ không xảy ra đâu các bạn và điều thứ ba đó chính là sẽ in thêm tiền và đó sẽ là lựa chọn tối ưu nhất cho chính phủ hoa kỳ hiện tại và họ sẽ tiếp tục in thêm tiền và in thêm tiền và thuận cũng đã từng chia sẻ với các bạn một cái ví dụ à, giống như là các bạn đã biết thuận mua cái căn nhà đầu tiên ở quận cam này đó các bạn đã nhớ là trước đó thuận cũng đã mua vài căn nhà ở Thousand Oaks à, là cái khu trước đó thuận ở rồi sau đó năm 2018 thuận mới dọn lên trên quận cam này và năm 2019 đó, thì thuận mới mua cái căn nhà đầu tiên ở quận cam này và lúc đó đó căn nhà đã thuận mua chỉ có là 615 000 mà thôi các bạn căn nhà đó bây giờ đáng giá là gần 900 000 đô có nghĩa là từ năm 2019 cho tới bây giờ, có nghĩa là chúng ta đang chứng kiến 4 năm mà căn nhà tăng giá gần 300.000 đô. Thì nếu các bạn là một người làm lương bình thường ở Hoa Kỳ, các bạn để dành tiền thì làm sao các bạn để dành kịp? Cho nên chúng ta mới thấy cái sự lợi hại của việc lạm phát là như thế nào. Đây là cái clip ngắn về Jack Moller mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Chúng ta bây giờ hãy tiếp tục nói tới một số những thông tin khác. Nhưng mà đầu tiên đó hôm nay là ngày Chủ nhật tại Hoa Kỳ thì cũng giống như là những ngày Chủ nhật chúng ta sẽ cùng nhau trung bình giá account demo. Và đây là cái account mà chúng ta đã cùng nhau tạo ra vào tháng 4 của năm ngoái. Thì ngay bây giờ đó chúng ta đã thấy là nó đang có lãi là 38.66% và cái account này đó chúng ta đã bắt đầu trung bình giá 100 đô mỗi một tuần cho Bitcoin và 100 đô mỗi tuần cho Ethereum và chúng ta đã bắt đầu vào ngày 4 tháng 4 đây được nhắc lại các bạn nhớ. Lúc đó chúng ta đã bắt đầu trung bình giá. Lần đầu tiên là mức Bitcoin là 46.622 và đối với Ethereum thì lần đầu tiên chúng ta trung bình giá là ở mức 3.514 đô thì khi các bạn nhìn giá hiện tại cho Bitcoin và Ether đó Thì chúng ta vẫn còn thấp hơn nhiều so với cái mức chúng ta bắt đầu Nhưng mà các bạn đã thấy account này vẫn đang có lại hiện tại Đó là kết quả của trung bình giá đó các bạn Tại vì sao các bạn? Tại vì chúng ta đã có cơ hội trung bình giá trong cái thời điểm downtrend Trung bình giá kết quả tốt nhất là trong lúc giá đi xuống các bạn Chứ không phải là ngược lại Và chúng ta cứ nghĩ đi sau này khi mà giá tiếp tục tăng trưởng Nó trở về đỉnh cũ và phá đỉnh cũ Phần trăm này nó sẽ như thế nào? Và tôi sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn hàng tuần và thật ra chúng ta đã có lãi cách đây khoảng chừng là hai tháng rồi các bạn chứ không phải là bây giờ đâu từ lúc bitcoin khoảng hai mấy ngàn đô đó thì cái đã có lãi rồi thì chúng ta hôm nay cũng sẽ như là mỗi tuần sẽ cùng nhau chung bình giá bitcoin và ether nói riêng về bitcoin đó thì các bạn thấy được là nếu các bạn chung bình giá hồi tháng tư năm ngoái tới bây giờ đó thì các bạn đang có lãi là 53.91% gần như là 54% các bạn thì 100 đô với mức giá bây giờ là 37.357 thì chúng ta có thể mua được rất là ít bitcoin các bạn không giống như là khi Bitcoin 17.000. À, cho nên chúng ta muốn giá cả xuống thấp nếu như các bạn muốn trung bình giá dài hạn nhưng mà đáng tiếc đó thì uh, thị trường sẽ không hoạt động như các bạn muốn đâu. Khi các bạn cần giá cả xuống đó, thị trường sẽ làm ngược lại và khi các bạn muốn giá cả tăng thị trường cũng sẽ ngược lại các bạn. Thị trường nó sẽ mãi mãi đi theo cái ý thích của nó, nó sẽ là một cái sự tổng hợp giữa cung và cầu các bạn sẽ mãi mãi không quản lý được. Các bạn chỉ có thể quản lý được mình đang làm gì mà thôi và mình có chiến lược gì. Cũng giống như là một số bạn hỏi thuận à, Thật ra Thuận nghĩ sao về khả năng có Bitcoin Spot ETF được thông qua Tối thuận đó có thể Thuận trả lời Nhiều bạn cảm thấy được trả lời như là không có trả lời Tối thuận đó thì thông qua cũng tốt nhưng mà không muốn thông qua thì cũng được thôi Không có gì đó với Thuận gọi là lớn lao hết các bạn Tại vì sao vậy? Tại vì khi mà Thuận bắt đầu đầu tư Bitcoin đó Thì Thun không phải bắt đầu đầu tư Bitcoin vì lý do Bitcoin Spot ETF. Cho nên đó chỉ là một cái gì đó khi mà nhìn vào lịch sử đó nó chỉ là một cái phát triển tự nhiên mà thôi. Sớm mua gì cũng có mà thôi. Bây giờ không có thì sau này sẽ có. Và đó không phải là lý do tại sao mà thường đầu tư vào Bitcoin các bạn. Nhưng mà chúng ta bây giờ hãy trở lại để chung mình giá đi thì 100 đô chúng ta chỉ có thể mua được là 0.0027 Bitcoin mà thôi. Thun sẽ bấm submit. Chúng ta cũng sẽ làm điều tương tự đó với lại Ethereum thì ý Ether tơ đó thật ra các bạn đã thấy cái sự hồi phục đó không có nhanh bằng Bitcoin và bây giờ đó chúng ta đã thấy được cùng thời gian đó chúng ta có lãi suất là 23.38% và 100 đô đó chúng ta bây giờ chỉ có thể mua được 0.05 Ether mà thôi ở mức bây giờ là 2006 đô cho một Ethereum Tôi sẽ bấm submit và coi như chúng ta cũng đã chung mình giá xong cho tuần này các bạn tuần sau chúng ta lại sẽ trở lại để tiếp tục chung mình giá account demo này nhưng mà đây là một cái account demo mà thôi còn account thực sự của thần ra sao các bạn thì hôm nay là hai tuần sau khi mà Thuận đã chia sẻ cái update portfolio hôm nay Thuận cũng sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn đầu tiên hết Thuận đã chia sẻ là hiện bây giờ đã Thuận đang lưu trữ những đồng nào và phần trăm là bao nhiêu thì các bạn sẽ thấy được là bây giờ đã đồng Thuận lưu trữ nhiều nhất vẫn là Bitcoin cái này không có vừa là quả bất ngờ đâu nhưng mà nào mà theo dõi kênh cũng đã biết là Thuận có lòng tin với Bitcoin bao nhiêu rồi và 69.6% đó chính là Bitcoin kế đó là Ethereum là 21.67% BNB là

6%, chúng ta có Solana là 1.3% các bạn. Thì khi các bạn nhìn vào có sự khác biệt đó, nhiều bạn sẽ nhận ra được là có một số đồng đó, nó không khác biệt nhiều giống như là Bitcoin hay y tự nhưng một số đồng có sự khác biệt giống như là chúng ta thấy Cardano đó thì giảm xuống một chút xíu là từ 2.11 xuống còn 1.77 hay là BNB từ 3.42 còn 3.37%. Thật ra lý do là tại vì các bạn đã biết là trong vòng 2 tuần qua đó thì một tuần Thuận đã tiếp tục chốt lời các bạn và khi mà chốt lời đó Thuận sẽ chốt lời gần như là cân bằng cho tất cả những đồng này nhưng mà tại vì trên thị trường nó sự dao động nó khác nhau cho nên các bạn thấy được là phần trăm nó mới khác nhau như vậy và chủ yếu đó là khi Thu nói chút lời là tại vì Thu muốn cân bằng lại tiền mặt của mình các bạn Và tuần vừa rồi mới đây đã có sự điều chỉnh Thu cũng đã dùng tiền để mà Thu mua lại một số crypto Tại vì lúc nào cũng vậy Thu muốn tiền mặt của mình là ở một cái con số phần trăm nào đó Và thật ra cái phần trăm tiền mặt bây giờ đối thuận nó cũng khá là thấp các bạn Tại vì các bạn đã nhớ là Thuận thích lưu trữ phần trăm tiền mặt Đâu đó là khoảng chừng 25-30% Tuy nhiên mọi thứ đã thay đổi rất nhanh chóng khi mà chúng ta đã có cái sự kiện vào tháng 3 của năm nay khi mà chúng ta có cái sự mức thế của đồng USDC lúc đó Thuận cũng không có cách nào hơn là dùng hết tiền mặt của mình để mà tích lũy Bitcoin các bạn tại vì đồng USDC lúc đó không được an toàn cho nên các bạn mới thấy được là đột ngột từ 27.6% xuống còn có 7.5% cho tiền mặt mà thôi nhưng mà chúng ta đã thấy là bây giờ đã tiền mặt là gần 11% Crypto vẫn là phần lớn nhất các bạn là 56.94% Cổ phiếu đó thì chúng ta vẫn tiếp tục đâu đó khoảng chừng 3-4% mà thôi Cổ phiếu sẽ từ từ tăng lên các bạn nhưng mà chưa phải là bây giờ Còn bất động sản đó thì hiện bây giờ thường đang lưu trữ khoảng 28.27% là bất động sản và những cái tài sản khác Thì để trở lại cho những bạn nào mà mới đến kênh thì khi mà Thuận chia sẻ thông tin này đây là cái thông tin thuần chia sẻ để các bạn tham khảo mà thôi chứ không có lý do nào khác hơn. Tại vì mỗi hai tuần nữa thuần sẽ chia sẻ để các bạn nắm bắt được thuần đang lưu trữ những đồng nào. Để khi mà thuần chia sẻ những cái thông tin hàng ngày các bạn ít ra cũng biết được là ồ oh, thuần đang lưu trữ nhiều bitcoin hay ether để các bạn có thêm một cái góc nhìn. Đó là lý do tại sao thuần chia sẻ và thuần có thời gian và tài nguyên có hạn cho nên không thể nào mà đầu tư hết tất cả các đồng hay là tìm hiểu hết tất cả các đồng được. Cho nên một đồng mà thuần không lưu trữ cũng không có nghĩa là đồng đó không tốt. Và ngược lại một đồng mà thuần lưu trữ cũng không nghĩa là đồng đó tốt các bạn đó là những gì mà thuận muốn chia sẻ với các bạn ở cái phần này và đương nhiên các bạn cũng đã biết là mỗi bạn đều sẽ có vị thế và thời gian và nhu cầu đầu tư khác nhau đây không phải là lời khuyên đầu tư nhưng mà có một số những quy định thuận lập ra cho bản thân của mình và thường luôn theo trong thời gian qua đó chính là thứ nhất đừng tin ai hết các bạn điều này ra các bạn cũng đã hiểu rồi trong thị trường crypto này nó rất là mới và nó có rất là nhiều người xấu đừng nói tới người xấu các bạn ngay cả những người mà có lòng tốt đi nữa đó có thể là họ cũng không hiểu hết dẫn đến là các bạn tin tưởng đầu tư cũng có thể là bị thua lỗ cho nên các bạn đừng tin ai hết tự tin bản thân của mình và nó cũng đi song song với các bạn tự tìm hiểu năm nay đã là năm 2023 rồi các bạn các bạn Google cái gì cũng có hết đó. nó không giống như là cái tay khoảng chừng là 6-7 năm lúc đó các bạn thấy được là cái thông tin tiếng Anh còn ít chứ đừng nói tới là tiếng Việt bây giờ đã có rất nhiều rất nhiều thông tin tiếng Việt miễn phí các bạn có thể tự tìm hiểu được cho nên không có lý do gì mà các bạn không thể tự tìm hiểu. Từ dự crypto thì uh, trải qua những sự kiện năm ngoái liên quan tới FTX, Voyager, BlockFi các bạn cũng hiểu tại sao rồi. Nhớ chốt lời các bạn, tại vì các bạn không chúc lời, người khác sẽ chốt lời giùm các bạn. Phân bổ vốn không những là phân bổ vốn trong trường crypto mà các bạn cũng nghĩ đến cái tổng danh mục đầu tư của bạn nói chung không vay mượn đầu tư đã căng thẳng rồi các bạn vay mượn đầu tư đó thì càng căng thẳng hơn và càng căng thẳng các bạn sẽ càng dễ ra quyết định sai lầm zoom out đầu tư dài hạn luôn là tiêu chí của kênh và đây là những cái chia sẻ liên quan đến cập nhật danh mục đầu tư của thuận chúng ta bây giờ hãy nói tới một số những cái thông tin ở bậc khác với cái sự sơ động trở lại của thị trường nữa thì chúng ta đã thấy một cái hiện tượng đó chính là Bitcoin đã lấy lại vị trí dẫn đầu về phí giao dịch hàng ngày vượt qua cả Ethereum sau 3 năm các bạn phí hàng ngày của Bitcoin nó đã đạt lên tới là 11,63 triệu đô la, lớn hơn đáng kể so với con số là 8,44 triệu USD của Ethereum. Và gần đây chúng ta đã thấy được là cái phí giao dịch của Bitcoin cũng đã có một cái sự tăng đột biến tại vì khi mà có càng nhiều người sử dụng thì phí sẽ càng tăng lên đặc biệt là vào ngày 16 tháng 11 đó nghĩa là cách đây 3 ngày thì phí Bitcoin đã lên tới mức là 18,69 đô la cho mỗi giao dịch mức phí này đương nhiên là sẽ giao cho thợ đào các bạn và nhiều bạn hỏi thuận là cái phí này từ đâu mà có thì người gửi là phải trả một phần phí khi các bạn gửi các bạn sẽ thấy được là trên ví của mình sẽ hiển thị là ví là bao nhiêu tính theo satoshi và ví giao dịch đây là một phần rất là quan trọng các bạn tại vì tới một thời điểm nào đó chúng ta sẽ thấy được là cái số lượng bitcoin được đào mỗi lốc sẽ giảm đi và giảm đi tại vì mỗi 4 năm đã bị cắt đi phần nữa để các bạn hiểu rõ hơn đó là chúng ta nên nhìn thấy trên màn hình đây là cái lịch trình halving của Bitcoin và chúng ta sẽ có tổng cộng là 33 đợt halving các bạn. Chúng ta bây giờ sắp sửa bước vào đợt halving thứ tư. Nó rất là sớm cho lịch sử của Bitcoin các bạn và lúc đó chúng ta sẽ thấy được là cái số lượng Bitcoin được đào mỗi lốc đó giảm xuống còn phân nửa là 3.125 Bitcoin mà thôi cho mỗi lóc nghĩa là lạm phát bị giảm đi 50% các bạn. Thì điều mà các bạn nên hiểu đây là thứ nhất chúng ta nếu như nhìn vào lịch trình này thì cái thời điểm cuối cùng mà Bitcoin được đào ra đó chính là vào năm 2140 bây giờ chỉ là năm 2023 thôi các bạn, nghĩa là còn tới một năm, 17 năm nữa. Cho nên nhiều bạn hỏi Thuận là khi mà đào hết Bitcoin rồi đó thì sẽ ra sao? Tôi nghĩ là chúng ta sẽ mãi mãi không biết đâu, tại vì tôi nghĩ là Thuận và nhiều bạn sẽ không có cơ hội để mà chứng kiến một mười mấy năm sau lần các bạn. Nhưng mà sự thật đó, thì đến một lúc nào đó, cái số lượng Bitcoin được đào ra nó sẽ giảm xuống và giảm xuống. Có thể là sẽ không có đủ để cho những cái thợ đào để tiếp tục trả tiền để có thể bảo mạng lưới các bạn. Tại vì thợ đào họ tham gia vào để có lợi nhuận chứ đâu phải họ tham gia vào để mà miễn phí đâu. Thì đương nhiên họ cần phải mua máy móc, phải trả tiền điện, phải trả tiền internet, trả tiền mặt bằng, trả tiền nhân viên. Đó là một cái sự kinh doanh các bạn. Và... Đây cũng là lý do tại sao mà tôi nói với các bạn là Bitcoin nó một là cực kỳ đáng giá, còn hai là sẽ không đáng giá gì hết các bạn. Tại vì chúng ta cứ nghĩ đi, mỗi một lần mà hai bên thì cái chi phí của thợ đào cũng như vậy nhưng mà cái thu nhập lại giảm đi phân nửa có nghĩa là gì các bạn có nghĩa là nếu muốn tiếp tục tồn tại đó thì giá bitcoin phải tăng lên ít nhất là gấp đôi để mà đền bù cho cái phần khác biệt đó và cho tới bây giờ điều đó vẫn đang xảy ra thì các bạn có nghĩ đi nếu như mà chúng ta nghĩ hôm nay là ngày hai của năm 2024 giá bitcoin là 37.000 đô thì sau khi hai á để thợ đào có cái thu nhập giống như vậy đó thì giá bitcoin phải gấp đôi con số này nghĩa là đỉnh mới các bạn 74 ngàn và đợt hai bên kế tiếp nữa là một trăm mấy ngàn rồi ba trăm mấy ngàn rồi sáu trăm mấy ngàn và cứ tiếp tục cho nên để bitcoin tiếp tục phát triển ra thì giá cả sẽ phải tiếp tục tăng trưởng đó là cách suy nghĩ đơn giản nhất các bạn và trên thực tế đó chúng ta nhìn vào Total Hashtag, nghĩa là tốc độ đào của Bitcoin đó thì trong vòng bao nhiêu năm qua chỉ có tăng mà thôi các bạn chỉ có một lần chúng ta thấy có cái sự giảm đáng kể đó chính là vào thời điểm năm 2021 ngay thời điểm này các bạn mùa hè của năm 2021 đó chính là lúc mà chúng ta thấy là Trung Quốc đột ngột là không có muốn những thời đào tiếp tục hoạt động trong Trung Quốc nữa dẫn đến là những thời đào họ tắt máy rồi họ đi những nơi khác nhưng mà ngay sau đó chúng ta thấy được là tốc độ đào đã nhanh chóng trở lại và bây giờ đã ở cái mức rất là cao trước khi mà Trung Quốc cấm đào luôn các bạn và một cái nữa chúng ta nên biết đó là tốc độ đầu tăng thì độ khó đào cũng sẽ tăng theo nó có cái sự tương quan với nhau tại vì nếu như mà nhiều người đào đó thì độ khó tăng lên và Ngược lại, ít người đào thì độ khó sẽ giảm xuống, sẽ thu hút thêm những người mới vào đào của bạn đó là cơ chế hoạt động của Bitcoin. Và một điều khác nữa đó, nếu như mà chúng ta thấy là cái số lượng Bitcoin được sinh ra mọi lốc giảm xuống thì một trong những cái chi phí khác có thể là hỗ trợ thời đào đó chính là cái chi phí giao dịch điều mà chúng ta vừa mới nói đến. Cho nên sau này đó thì một là Bitcoin rất là đáng giá, còn hai nữa đó là Bitcoin có chi phí rất là cao, có nghĩa là rất nhiều những giao dịch khiến cho công ty đào đó họ thu nhập chi phí thôi đó cũng đã, đã đủ thậm chí là còn hơn cả cái số lượng mà họ đào được nữa thì họ sẽ tiếp tục hỗ trợ mạng lưới. Nhưng mà như thường chia sẻ đó, nếu như chúng ta nhìn vào cái lịch trình này tôi nghĩ là ít nhất cũng phải tới khoảng chừng năm 2040 đó chúng ta mới bắt đầu thấy được là cái số lượng Bitcoin đào ra mỗi lốc bị giảm một con số đáng kể lúc đó mỗi lốc chỉ còn có 0.19 Bitcoin mà thôi thì lúc đó có phải là chi phí đào sẽ rất là cao hay là không bây giờ như thường nói là năm 2023 các bạn 17 năm nữa và khi mình thường nói tới đầu tư dài hạn nên thường không nói tới đầu tư 50 năm 100 năm các bạn thường nói tới đầu tư dài hạn đó là nó đâu đó khoảng chừng 5 tới 10 năm mà thôi và đối với thuật đó quan trọng là khi mà chúng ta thấy giá tăng có lời các bạn làm gì chứ không phải là chúng ta đầu tư chỉ để đầu tư cho nên đối với thuật đó, chỉ mười mấy năm sau thì mấy năm sau lúc đó chúng ta mới biết bây giờ đó quan trọng là các bạn đang làm gì với tiền của mình mà thôi Chúng ta cũng có một cái cập nhật đến từ sentiment các bạn đây là một cái tài liệu on chain thì tài liệu on chain này thấy là những cái địa chỉ ví mà có ít hơn một bitcoin đó đã tăng trưởng rất là nhanh trong vòng khoảng chừng một tháng qua thôi đó, đã có hơn một triệu rưỡi địa chỉ ví của dưới một BTC xuất hiện có nghĩa là những cái ví mới đấy các bạn trong khi mà những cái ví cá voi thì hầu như là không có thay đổi nhiều thì đây cũng ít ra cho chúng ta thấy được là thị trường đang sôi động trở lại có một cái dấu hiệu gì đó là nhiều những địa chỉ ví được tạo ra cũng là một cái dẫn chứng cho thấy có thể là có một số người mới vào thị trường này tuy là vẫn chưa có ào ạt vào nhưng mà đây cũng là dấu hiệu các bạn khi mà thị trường sôi động trở lại chúng ta cũng có một cái Thông tin liên quan tới XRP, thì có một người, người này thường thực sự cũng không biết đâu các bạn, có tên là Linda Jones. Thì theo thông biết là Linda Jones cũng đã viết một quyển sách gì đó cũng rất là nổi tiếng và đây là một người mà gọi là chuyên gia Wall Street các bạn. Thì Linda Jones à, cũng đã đưa ra một nhận định là khả năng rất là cao, là năm sau công ty Ripple sẽ IPO các bạn, nghĩa là sẽ phát hành cổ phiếu lần đầu. Và khi nào thì dựa theo Linda Jones, đó, khả năng cao nếu như mà Chúng ta tính vào chu kỳ, chúng ta tính vào tình hình à, vốn hóa trên thị trường chứng khoán đó Thì đâu đó khoảng chừng là ngày 15 tháng 5 năm 2024 là cái thời điểm rất là thích hợp Để có thể IPO và có thể kiếm được lợi nhuận cao nhất à, Nhưng mà nếu như mà không xảy ra đó, thì có thể phải chờ tới năm 2025 Điều mà tôi muốn nhắc nhở các bạn Tin tức này đương nhiên là bonus cho công ty Ripple Nhưng mà các bạn thấy được là đồng XRP đó có thể à, nhận được cái sự quan tâm hay không đó, Thì chúng ta không biết, tôi nghĩ là sẽ có các bạn Cho dù hai cái nó không có hoàn toàn kết nối với nhau nhưng mà công ty Ripple có thể lên sàn chứng khoán có nghĩa là sẽ có thể bán chứng khoán và có thể kêu gọi được vốn vân vân thì đương nhiên cũng sẽ tốt cho việc là công ty Ripple sẽ dùng tiền đó để mà phát triển mạng lưới của Ripple XRP thì cũng gián tiếp các bạn cho nên đó cũng là một trong những lý do tại sao mà thuần lưu trữ đồng XRP cũng kỳ vọng là sẽ có một cái IPO nhưng mà chúng ta đã biết đó là bây giờ công ty Ripple vẫn chưa có hoàn toàn coi như là đã xong với lại SEC vẫn có một phần và phần đó nó sẽ kéo dài cho đến khoảng chừng ngày hè năm sau cho nên thùng không biết là cái ngày 15 tháng năm này đó có thực sự là xảy ra hay là không. Nhưng mà dựa theo Linda Jones thì khả năng rất cao sẽ IPO và đó cũng là điều được chia sẻ bởi CEO của Ripple các bạn là Brad Galenhouse. Thì thường một công ty mà họ muốn lên sàn chứng khoán đó là họ muốn kêu gọi thêm vốn. Nhưng mà trên căn bản đó thì công ty Ripple họ có vốn rất là nhiều cho nên chúng ta mới thấy được là họ có thể chống đối với SEC, bỏ ra 200 triệu cho tiền luật sư cũng không thành vấn đề. Họ vẫn có thể có tiền để tiếp tục thu mua những công ty khác. Nhưng mà ngược lại đó thì công ty Ripple đã thành lập cách đây hơn 10 năm rồi các bạn, năm 2012. Thì những người mà đầu tư trước đây đó thì đương nhiên họ cũng có thể là muốn rời khỏi như là họ muốn chốt lời các bạn, họ muốn bán cổ phiếu của mình. Và cách mà hiệu quả nhất đó chính là công ty IPO thì cái áp lực cũng sẽ đến từ đó cho dù là Ripple không thật sự là cần tiền từ IPO. Thì đây cũng là một cái thông tin lạc quan liên quan tới Ripple mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Và chúng ta cũng có một cái thông tin liên quan đến Trader Joe và còn một sàn khác nữa các bạn cuối tuần đó thì chúng ta thường nhận được những cái thông tin liên quan đến những cái vụ hack và đây là cái Dex Trader Joe trên Avalanche và chúng ta cũng có thông tin tương tự từ Spooky Swap ở trên Phantom hai cái này đã bị tấn công giao diện frontend nghĩa là cái giao diện mà các bạn sử dụng và khiến người dùng bị chuyển hướng đến địa chỉ ví smart contract độc hại để chiếm đoạt tài sản thì Trader Joe đã xác nhận là đã bị tấn công front end, cái giao diện mà người dùng sử dụng thì sau khi người dùng báo cáo giao dịch của họ thì đều bị hướng đến một địa chỉ ví smart contract lạ sự kiện này đã ảnh hưởng đến khoảng 100 người dùng trên nhiều chuỗi như là Avalanche, Arbitrum, BNB Chain và Ethereum Trader Joe đó thì đã khuyến cáo người dùng là ngừng giao dịch qua giao diện front của dự án và thu hồi quyền truy cập ví sau đó thì Trader Joe cũng thông báo là họ đã khắc phục vấn đề và đã khôi phục giao dịch của mình nhưng mà nguyên nhân của cái vụ tấn công xuất phát từ một lỗ hỏng trong cái plugin của bên thứ ba, như là đây là cái vấn đề của công ty thứ ba nhưng đã được gỡ bỏ. Còn Spooky Swap thì vẫn đang tiến hành điều tra sự việc hiện tại. Chúng ta cũng có một cái cập nhật đến từ Poloniex. Thì cách đây khoảng chừng 2 tuần đó các bạn đã nhớ là Poloniex. Dựa theo Justin Sun thì đã bị hát 110 triệu đô la. Thứ nhất là cái số tiền này đã sàn theo bồi thường cho nên không vấn đề gì cho người dùng. Thứ nhì đó là người mà hát cái sàn Poloniex có thể trả lời số tiền này và sẽ được thưởng 10 triệu đô la nhưng mà chúng ta đã nhìn thấy được là tới bây giờ đã người hát này vẫn chưa có trả lời tiền và dựa theo thông tin ngày hôm nay đó thì Poloniex đã biết người đó là ai và sẽ cung cấp thông tin cho những cái đơn vị thực hiện pháp lý địa phương ở Trung Quốc, ở Hoa Kỳ và ở nước Nga và có thể là kiện người đó. Đó là cái thông tin mới nhất liên quan tới Poloniex. Và thường cũng có một số những thông tin. Thứ nhất là cập nhật liên quan tới OpenAI và thứ nhì nữa là cái cập nhật liên quan tới Elon Musk và X các bạn. Thì OpenAI đó thường nghĩ là đây là thông tin lớn mà nhiều bạn cũng muốn biết cái thông tin mới nhất và nó cũng ít nhiều gì ảnh hưởng đến một cái đồng gọi là đồng WorldCoin các bạn. Chúng ta sẽ nói thêm một lát nữa. Và về X thì nhiều bạn cũng quan tâm đến thu nhập ở trên X nên thường cũng dành thời gian để mà chia sẻ trước khi mà kết thúc video này thì chúng ta cũng đang nhận được một sự chia sẻ ngày hôm qua và chia sẻ này đã đến từ Greg Brockman và Sam Altman các bạn. Greg Brockman và Sam Altman cùng là CEO và President của công ty OpenAI Có nghĩa là một người là giám đốc điều hành, một người là chủ tịch của OpenAI Và cả hai người đều là co-founder các bạn, nghĩa là người đồng sáng lập Và hai người này đã cuối cùng đã lên tiếng chuyện gì đã xảy ra Tại sao Sam Altman lại bị sa thải Thì hôm qua đã nói là chúng tôi đang cố gắng tìm hiểu chính xác điều gì đã xảy ra Đây là những gì chúng tôi biết Tối qua đó thì Sam nhận được tin nhắn từ yêu Ilya là cái người này các bạn, người bên tay phải Thì già là đồng sáng lập và giám đốc khoa học của OpenAI Yêu cầu nói chuyện vào trưa thứ sáu Nghĩa là Ilya muốn nói chuyện với lại Sam ở mình, thì Sam tham gia một cuộc họp Google Meet với toàn bộ hội đồng quản trị ngoại trừ Greg yêu già thông báo cho Sam là anh đã bị sa thải và tin tức sẽ được công bố sớm sau đó đó vào lúc 12 giờ 19 chiều ngày thứ sáu đó thì Greg nhận được tin nhắn từ yêu già yêu cầu một cuộc gọi nhanh cái này là Gray, Gray có nghĩa là chủ tịch của OpenAI Và lúc 12 giờ 23 phút chiều, nghĩa là 4 phút sau đó thì yêu già đã gửi một liên kết Google Meet Và Gray được thông báo là anh sẽ bị loại bỏ hội đồng quản trị nhưng vẫn quan trọng đối với công ty và sẽ giữ cái vai trò của mình Sam đã bị sa thải và khoảng cùng thời gian đó OpenAI đã đăng một bài viết trên blog Theo như chúng tôi biết đó, thì nhóm quản lý có nghĩa là những giám đốc đã được thông báo về điều này ngay sau đó ngoại trừ Mira Mira là người mà hiện bây giờ giữ chức vụ CEO tạm thời đã biết tin vào đêm trước đó nghe như đây là một cái cuộc thanh lý nội bộ và chiếm quyền quản lý công ty các bạn nhưng mà ngay sau đó, đó thì chúng ta thấy được là có một cái hiện tượng rất là thú vị xảy ra đó chính là có một lá thư gửi đến và rất nhiều những nhân viên nói là nếu như mà không có cho Sam mình trở lại vị trí là CEO đó, thì họ sẽ đồng loạt cùng nhau nghỉ hết các bạn gây áp lực cho công ty thì cuối cùng đó, hội đồng quản trị cũng đã bị áp lực đó gây ảnh hưởng các bạn và thông tin chúng ta nhận được hồi sáng này là hội đồng quản trị OpenAI đang thảo luận với Sam Altman để mà mời ông trở lại vị trí CEO các bạn mới vừa sa thải ngày thứ sáu hôm nay chủ nhật của Hoa Kỳ đã phải thảo luận rồi và chúng ta có một cái cập nhật cập nhật này đó là chúng ta nhìn thấy được là Sam Altman đang ở OpenAI và đang sử dụng cái thẻ khách mời các bạn tại vì bây giờ là không còn là nhân viên hay là CEO nữa nhưng mà lại đăng một cái dòng thuyết đó chính là đây là lần đầu tiên và cũng sẽ là lần cuối cùng tôi mang thứ này thì nghe như là một đó thì Sam sẽ trở lại OpenAI để làm CEO tại vì trở lại đi làm thì không cần phải dùng thẻ khách mời nữa còn hai đó là sẽ không bao giờ bước chân tới OpenAI lần nữa các bạn thì tuy nhiên thu đương nhiên về là số 1 các bạn Sam sẽ trở lại OpenAI để mà làm CEO và chúng ta cũng đã thấy là Charles Hodgkinson của Cardano thì cũng đã chia sẻ trên Twitter là muốn mời Sam Altman tham gia vào hệ sinh thái của Cardano để mà phát triển một cái gọi là LLM language model à, và đây là một cái dự án gọi là Cardano Partnership thì uh, thùng không thấy là Sam Omen trả lời các bạn thì uh, khả năng bây giờ Sam Omen có thể đã trở về để làm CEO rồi thì bây giờ ngay lúc nào làm video đó thì vẫn chưa có thông tin các bạn khi nào mà có thông tin uh, thùng sẽ chia sẻ hay là đã có thông tin rồi lúc bạn xem hãy comment ở bên dưới và đương nhiên chúng ta thấy được là cái thông tin này đã cũng khiến cho đồng World Coin cũng đã trở lại các bạn Hiện bây giờ có sự tăng trưởng là 20% tại vì chúng ta đã thấy được là có cái thông tin Sam mình bị sa thải đó thì đồng này cũng đã đâm xuống từ 2 đồng 45 nó xuống chỉ còn có 1 đồng 84 cent mà thôi nhưng mà hôm nay có thông tin là Sam có thể trở lại với OpenAI đó đã khiến cho đồng này đã tăng trở lại các bạn và bây giờ đã trở lại mức như là chưa có gì xảy ra ở mức là 2 đồng 46 cent. Chúng ta cũng có một cái thông tin đến từ Elon Musk thì ngày hôm qua đó Elon Musk chia sẻ là ngay khi mà tòa án mở cửa vào thứ hai nghĩa là ngày mai thì công ty X sẽ nộp một đơn kiện khổng lồ để bảo vệ quyền tự do ngôn luận và chống lại công ty Media Matters và tất cả những người đã cấu kết để tấn công công ty chúng tôi Các bạn thấy được là đây là cái việc mà nó cũng liên quan Đến chuyện là có nhiều những cái Công ty đó chúng ta cũng đã nói tới là Disney, IBM, Apple Comcast, Liongate, Paramount Warner Bros, NBC Universal Và European Commission các bạn Tất cả những đơn vị này Đều tạm ngưng quảng cáo trên Exit Và gây thiệt hại đó với lại Exit các bạn Tại vì họ lấy thu nhập là đến từ thứ nhất là các bạn đóng tiền 8 đô một tháng thứ hai nữa là tiền từ quảng cáo và tiền quảng cáo đó họ chia lại một phần cho những người mà cống hiến cho nền tảng của họ và cái này đó nó bắt đầu từ một cái sự kiện thì cũng sẽ không có nói quá sâu được các bạn tại vì nó cũng uh, liên quan đến chính trị và tư tưởng và nó cũng không có liên quan đến crypto trực tiếp nhưng mà nói chung đó, thì có những cái sự chia sẻ trên twitter liên quan đến chống người do thái và chúng ta cũng đã nói tới sơ sơ vào cái video cách đây hai ngày và elon musk thì cũng như thường lệ hay thích comment trên những cái thường cảm thấy là những cái post mà nó có cái độ nhạy cảm cao đó thì một trong những cái post đó là liên quan tới người do thái và elon musk nói là ông hoàn toàn không có kêu gọi chống đối người do thái hay gì hết và tất cả những cái này đó đều là cái sự dàn dựng của công ty media matters media matters này là cái công ty phi lợi nhuận và họ chuyên về tìm hiểu và điều tra những cái xu hướng của truyền thông và đây là cái cáo buộc đến từ Media Matters và từ cáo buộc này đã, đã khiến cho nhiều công ty họ không muốn quảng cáo trên Ads nữa, tại vì họ không muốn cái công ty của họ quảng cáo xuất hiện kế bên một cái poster đó mà nó quá tiêu cực. Nhưng mà Elon thì nói rằng đây là điều không đúng sự thật và tất cả đều là sự dàn dựng bởi một công ty có tên là Media Matters, cho nên họ sẽ kiện công ty này bắt đầu vào sáng ngày mai. Đây là một cái thông tin liên quan tới Twitter liên quan tới X mà thông biết nhiều bạn cũng hoạt động ở trên X để mà kiếm tiền quảng cáo cho nên tôi muốn cập nhật những tin tức mới với các bạn và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thùng capital thì có thể bấm vào cái link ở bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là bybit okx binance và edx và một số những dịch vụ khác như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì nên dùng để mà giao dịch mà thôi không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.